Good morning, các anh chị em. Đang đây từ Vancouver, Canada. Hôm nay là thứ ba, mình 9:30 Việt Nam là 6:30 sáng ở sáng thứ ba ở Canada. Thì như mà mình có chương trình mỗi tuần là diễn chẩn live với thầy Tâm và Trang cùng nhau chia sẻ và trả lời những câu hỏi về những cái bệnh mà các anh chị em gặp được hay là đang bị, là làm sao mà dưỡng chẩn có thể cải thiện được tác động lên trên những cơ thể của các anh chị em một cách tự nhiên, thiên nhiên và có thể hồi phục lại cho mình. Thì đây là hello Xuân em, đây là cái môn mà thực sự mình thấy tạ ơn trời cho mình một cái kho tàng của những cái thuốc quý nhất trên thế giới này, an toàn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để mình có thể cứu bản thân mình và những người chung quanh của mình. Thì cái việc của mình làm là sao? Tại vì cũng qua cái sự gọi là sứ mệnh của thầy Bùi Quốc Châu thì thầy đã phát minh ra cái phương pháp diễn chẩn. Từ thì thầy có một cái tầm nhìn ha, một cái soi sáng của ở trên cho là thầy phát minh ra được những cái huyệt, khám phá ra được những cái huyệt trên mặt của mình, và từ từ nó lan ra từ toàn thân hết để mình có thể nếu mà gương mặt của mình, những cái huyệt trên mặt của mình mà không có làm, không có hiệu quả, thì mình có thể dùng mấy những ngón tay, những ngón chân, lo tai hay là thân thể mình để mình có thể tác động vào giúp cho cái cơ thể mình nó khỏe. Thì đó là một cái kho tàng sức mạnh tiềm thức, cũng là một cái kho tàng về vấn đề về tâm thần ha, về cái niềm tin. Còn đây là những cái bộ huyệt trên mặt của mình và cơ thể của mình đầy những cái thuốc mà thực sự giá trị bao la mà mình không có thể nào mua được trên thế giới này, mà có tiền mình cũng không có thể mua được, nó thiệt là vậy. Nhưng mà nó nằm hết ở trên mình, nó nằm hết ở trên gương mặt của mình, cơ thể của mình. Thì mình học hỏi, mình nên học, mọi người có cái duyên để mà biết được diễn dẫn, cái đó là phúc của các anh chị em, đó là phúc lớn của các anh chị em. Thì học thì sao, thì diễn chẩn được phát minh qua người Việt của chúng ta nữa, chứ không phải là người Tàu hay là người Korean hay là người Japan. Thì mình không có bị mất mát về cái ngôn ngữ. Nếu mà cái phương pháp này của một người nào khác và cái ngôn ngữ khác thì tự hỏi đi, mình có thể học như thế nào mà nó thực sự là chính xác nhất, đúng không? Thì người thầy của mình phát minh ra là người Việt Nam mà, thì nếu mà thầy nói những cái ngôn ngữ tiếng Việt thì thực sự các chị em hấp thu gần 100%. Trong khi đó những người khác giống như là người Ý nè, người bên ở châu Âu nè, ta thấy bên người châu Âu và những người Tây khác á, họ đi về Việt Nam họ học, nhưng mà họ không có thể nào mà thấm thấu hơn những gì mình, người Việt mình ở trên á, tiếng mẹ đẻ của mình. Thì cái đó là mình thấy rằng là đó cũng là một cái phúc, một cái hạnh phúc của mình nữa, là mình sẽ học một cách mà nó hiểu thấu sát luôn ha, thấu đáo luôn đó. Thì các anh chị em nên cảm ơn mỗi ngày gia đình diễn dẫn của mình đã là thành viên và đã là áp dụng, thì mình nên mỗi ngày cảm ơn ông trời ha. Tôi nghĩ rằng nên cảm ơn ông trời đã cho mình được cái môn diễn dẫn này, và cảm ơn thầy Bùi Quốc Châu là một người phát minh ra để mà hướng dẫn lại từ bước một cái bước căn bản, rồi từ từ đó mình những cái khó hơn. Thì ở đó mình mới có được cái phương pháp này. Thì bây giờ những học sinh khác diễn chẩn cũng rất là giỏi, rất là tài, tại vì họ chung quanh làng xóm của họ, gia đình họ và làng xóm bạn bè, những người chung quanh tới nhờ họ chữa và giúp cho chữa bệnh. Thì điểm đó mình có bao nhiêu phòng mạch mà vòng quanh ở cái vùng họ ở, thì cái đó nó giúp cho đồng bào ha, nó giúp cho dân người Việt Nam chung quanh các anh chị em để họ biết được diễn chẩn để cải thiện được cái sức khỏe của họ. Những ai mà không muốn học thì dĩ nhiên họ sẽ nhờ người khác,
thì có biết đâu là cái lúc người ta bận quá là khi mình cần mình nhờ lại lại không có tới phiên mình liền. Thì cái cách hay nhất là mình nên có một cái suy nghĩ là mình làm chủ, mình nên tự làm chủ cái sức khỏe của mình, chứ đừng có để người khác làm chủ cái sức khỏe của mình. Ví dụ đi viết diện chẩn mà các anh chị hơn làm biếng học, khi mình cái sự gọi là cái câu làm biếng á, nó là một cái con quỷ, người ta nói là một cái thất bại vô vô cùng. Là cái sự làm biếng, là cái sự mình làm biếng, nó cho con người mình rất là tệ. Tại vì cái sức khỏe của mình còn làm biếng thì còn cái gì trên đời này nó giá trị nữa để cho mình đầu tư vào. Nếu mình không thương bản thân mình không thấy là cái đau của mình là một cái giá trị mà mình cần phải trân quý, mình làm sao mà giảm đau cho bản thân mình không thấy đó là cái sự gọi mình cần phải phải giải quyết cho bản thân mình, mà mình dựa vào người khác. Ví dụ đi mình đi bác sĩ đi, thì dĩ nhiên bác sĩ người ta có cái tâm để mà giúp cho bệnh nhân, nhưng mà bác sĩ chỉ biết dùng thuốc, mà thuốc bây giờ hiện đại bây giờ thuốc không phải là nó không phải là một cái từ cái tâm nữa. Thuốc người ta chế ra có nhiều cách, nhiều cái là về thương mại. Nó thuốc có nhiều lúc á, cái thuốc này nên đưa tại vì nó lợi nhuận nhiều hơn là cái thuốc kia đó. Nên mọi nhiều khi bác sĩ ra toa mà bác sĩ được cái tiền hoa hồng từ cái toa đó nữa, ok, chứ không phải là cứ đưa thuốc và biết được đâu thuốc nào hợp với thuốc nào. Và những cái thuốc đó, nó đều có những cái hóa chất, mà những cái hóa chất đó, nó có nhiều cái tác dụng phụ à, nên nó có nhiều nhiều cái tác dụng phụ. Thì cái tác dụng phụ đó mình giúp cho cái bệnh này, mình đẻ ra nhiều cái bệnh khác. Thì nếu là như vậy á, thì bạn có muốn hay không? Tại sao mình để cho cái nguy cơ nó cao như vậy? Mình uống thuốc huyết áp thì mình sẽ bị hại thận, rồi nó lan tới gan, rồi lan tới ngũ nội tạng khác, đúng không? Thì khi mình biết được có cái duyên mới tới được, là mình nên có một cái chủ quan là mình nên làm chủ. Hãy đừng có bao giờ có cái chữ lười. Khi mà trong cái đầu của mình á, hay trong cái tâm của mình và đầu của mình á, lúc nào nó thôi tôi dở quá, mình là người làm biếng quá, tôi thôi học này không vô đâu, cái này nó khó quá, rồi cái gì, thì đã mình đã chặn, mình đã lấy cái tường mình chặn xuống, là mình đã nói là đẩy nó đi, là không có chấp nhận, là không có muốn học. Thì trong cái não bộ nó sẽ không bao giờ, nó sẽ không bao nó sẽ nghe mình, trong cái tiềm thức của mình á, nó sẽ nghe mình nói rằng là ôi cái này học khó quá, ôi cái này tôi làm không được đâu. Thì bảo đảm các bạn không học được mà cũng không hấp thu được nó. Nên những gì các anh chị em nói ra thì nó vô trong cái tiềm thức của mình, trong cái não mình, nó sẽ làm việc là nó sẽ đi theo cái lời nói đó để mà nó đưa cái kết quả theo cái lời nói đó. Nên hãy cẩn thận cái lời nói của mình, ok. Ví dụ đi bây giờ đi mình cẩn thận lời nói của mình là sao? Chính bản thân mình gánh cái tốt hay là cái xấu qua cái lời nói của mình. Và cái thứ hai đó, khi mình nói cho người ta nữa, chẳng hạn mình có con cái, mình nói là con ngu quá, đúng không? Thì mình nói như vậy, con mình á, nó vô trong cái não của nó sẽ nghĩ nó ngu quá. Không phải là mình nói mà không có, người nhiều khi cha mẹ nói không có ý, đúng không? Hay là có ý lúc đó thôi, nhưng mà không không phải là hoài, đúng không? Nhưng có một ngày nào đó con mình nó nghe, nhưng mà nó lại đâm sâu vào cái não của nó, và trong cái nhận thức của nó, tiềm thức của nó, thì mãi mãi nó nghĩ rằng là nó là không là cái gì hết, nó luôn luôn là một người ngu, bố mẹ nó đúng. Có phải đó, bởi vợ vợ chồng cũng vậy, giữa hai vợ chồng cũng vậy. Nên khi mình chửi nhau ha, mình lại lựa câu nào nói, có lúc mình nghĩ đó là không, mình nói là mình nói thôi, mình không có cái ý nghĩ gì, nhưng mà cái người nghe được á, người ta đặt tâm vô trong cái tâm của họ, người ta đâm vô trong cái đó, cho cái đầu não của họ, thì họ sẽ có một cái gọi là giống như là cái tường mà mình để cái đinh vào, mình đóng vô một cái, thì dĩ nhiên cái tường nó sẽ đúng vô cái lỗ. Và khi mình rút cái đinh ra, giống như mình nói xin lỗi nha, anh à, em không có cái ý nói như vậy, thì bây giờ anh xin lỗi. Nhưng mà cái sự xin lỗi của mình nó cũng để lại cái lỗ đinh trong cái tường, dù cho mình lấy ra đi, cái lỗ đó cũng có trong cái tường. Nên đó, thì ba cái việc làm của Trang á, Trang học hỏi rất là nhiều, và vấn đề về cái sự gọi là sức mạnh của cái lời nói của mình ảnh hưởng tới
cái kết quả của mình và trong cái não bộ nó làm việc như thế nào. Thì trong cái nghe cái trong cái sách sức mạnh tiềm thức á, thì cái não bộ của mình, cái tiềm thức của mình nó đi làm việc 24 giờ và nó sẽ thu hút và làm gì đó để đem được kết quả cho mình như mình muốn hay là như mình nói. Thì ở đó, đó nên nên cẩn thận con mình vậy. Nếu mà trong cái hôn nhân của mình đi, mình nghĩ rằng là người vợ mình là một người sẽ bỏ mình đi, hay là người chồng mình sẽ là một người sẽ có gì là không chung thủy đi, thì bảo đảm những cái suy nghĩ đó sẽ đem tới cái kết quả cho các anh chị em, những cái gì anh chị em suy nghĩ. Excuse me. Thì cái đó nó là một cái hậu quả rất là lớn ha. Rồi giống như con cái mình vậy ấy, mình nói là một việc nhưng mà mình nghĩ nữa, khi mình nghĩ nữa, đừng đâu mình nói ra, giờ mình nghĩ rằng chắc cái đời mình nó chắc con cái nó lớn lên nó không có bao giờ mà báo hiếu mình, hay là con cái mình nó sẽ không có này không có kia, hay là mình nghĩ như vậy đó thì kết quả nó sẽ tới như vậy. Tại vì mình không có đem cái niềm tin, rồi mình không có đem cái sự gọi là mong muốn, một cái gọi là cái tâm muốn mà thương yêu mà muốn nó khác, và cái tâm mà đòi hỏi là khác, ích kỷ là khác. Nên nó mình Trang thấy là cái nên hiểu cái câu mà Trang đặt ý nhất là ta trở thành cái ta nghĩ. Nên Trang thích khắc những cái chữ đó, cái lời đó, để mà mình dán ở cái nơi mà mình thấy đối với mình đó là mình để cho mình nhìn nó thế đó, để mình sửa lại cái cách suy nghĩ của mình và cái lời nói của mình, đúng không? Dĩ nhiên khi mình giận á, mình nói cái đó là tại vì mình chưa được cái sự hiểu biết về cái sức mạnh của cái lời nói của mình và cái suy nghĩ của mình. Khi mình biết được rồi á, thì nó rất là mình sẽ coi lại cái lời nói của mình. Rồi cái vấn đề về chữa bệnh cũng vậy đó. Khi mình Hello Vân Anh, khi mình chữa bệnh cho ai đó, trong cái người bệnh nhân, nhất là những người diễn dẫn thành viên mới đó, học sinh đó, và khi mà họ 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 thử để họ chữa bệnh cho ai đó, trong cái tâm của họ đó, trong cái tâm của họ đó, họ sợ biết không, họ sợ nhưng mà họ khao khát lắm, họ muốn là tôi muốn làm sao chữa cho cái người này được đó, để thử như thế nào không. Thì khi cái sự gọi là thương yêu á, mà khao khát á, mà muốn á, làm á, để cho nội là cho mình có một cái niềm tin á, thì có lúc họ lại có kết quả rất là tốt. Okay. Nhưng mà nếu mà ai mà có cái không có cái ý mà làm, mà không có cái sự, có cái tâm mà có cái tình thương á, thì làm nó không có hiệu quả. Nó không có hiệu quả. Bởi vì có lúc những ai mà đã rành rõ về để cái môn diễn dẫn và nhiều cái kết quả tốt á, bản thân mình nghĩa khi mình chữa bệnh cho ai đó, mình phải có cái sự tự tin, và mình tự tin là sao, là mình biết rằng mình làm cái gì nó cũng có kết quả, mình giúp ai cũng có kết quả, thì cái đó đó nó đưa cho mình cái hiệu quả khi mà mình lại giúp những người bệnh nhân á. Nên cái sự gọi là cái nhận thức, cái vấn đề về cái suy nghĩ nó quá quá là quan trọng ha. Thầy Tâm nói chờ xíu anh này, cái thầy này hay kêu mình chờ quá ta. Hurry up. Mốt hai đứa con gái kia hả, làm sao thúc cha nó, ba Tâm nó họ làm nó lo. Ok, anyway, thì cái đó là một cái lời nói thật sự các anh chị em, giống như cái sách Trang đọc là Sức Mạnh Tiềm Thức là một. Cái cuốn sách Trang mới đọc nữa là chỉ mình cách làm sao nói đó, How you talk to yourself, làm sao mình nói chuyện với bản thân mình đó. Mà cái hay á, là mắc cười lắm, Trang nghe cái cuốn sách đó mình nói hèn chi, có nhiều người xưa người ta nói cái lẩm bẩm phải không, có người á, cái ngồi đó họ chỉ ông bà lớn tuổi, cái ngồi đó cái thấy bà nói một mình á, nói chuyện một mình á, thì trong cái video, trong cái cuốn sách này nó nói rằng là mình nên nói chuyện với bản thân mình. Ví dụ đi, bây giờ sáng sớm dậy á, là cái tự nhiên mình tự chào mình đúng không,
Mình tự chào mình. Alo Trang, khỏe không? Trời ơi, dạo này thấy Trang đẹp quá hả? Là thấy bữa nay Trang khỏe quá hả? Là ô chẳng hạn. Cái người khác mình nói giống như là ô cảm ơn nha, mà mình cũng rất là tốt chẳng hạn vậy. Rồi bữa nay sao mình mọi người vui vẻ nên mình tự nói nha. Trời ơi, cái kiểu này hơi kỳ kỳ nha. Trang nghe đang hơi hơi gọi là thấy nó như đó, nhưng mà cái cách đó là mình tạo cho mình một cái sự gọi là phấn khởi, là một cái energy nó, rồi nhiều khi mình chẳng hạn thì mình đang có những cái gì rối đúng không, mình đang có nhiều rối thì mình hỏi trời ơi sao bây giờ sao đây, mình đang bận, mình đang có cái vấn đề này nó khó khăn quá, rồi mình không có biết giải đáp như thế nào, làm sao cho cái chuyện này nó suôn sẻ. Giống như mình nói không, cái mình nói vậy đó, tự nhiên cái tiềm thức của mình nó sẽ giúp mình. Như là ok mình hỏi đúng không, thì nó sẽ đi tìm cái giải đáp cho mình, rồi tự nhiên nó soi sáng, giống như là cái chuyện gì nó sẽ tới cho mình, cái mình thấy được ô đây là một cái giải đáp nó, nên nó rất là hay. Bởi vì á, kho tàng của những cái huyệt trên gương mặt của mình là một về sức khỏe đúng không, và một cái kho tàng từ cái những cái gì nó ảnh hưởng và nó thu hút những cái lời nói của mình, là cái suy nghĩ của mình là hai. Nên á, người ta nói rằng là bởi vì khi mình biết được cái sức mạnh của mình như thế nào thì con người mình không có thể nào, mình luôn luôn mình sống mình thấy rằng là châu báu nó nằm hết trên trên cái quyền năng của mình. Đó. Giàu có cũng là do mình, hạnh phúc cũng là do mình. Đó. À, không phải là cái người đối tác, không phải đâu, do mình. Tại vì chính bản thân mình, nếu mình tin rằng và mình nói rằng và mình đấy là mình hạnh phúc, tôi là một người hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, ấm ấm áp, là đầy đủ tiền bạc, là lo cho, là mình, khi mà mình đã dứt khoát là như vậy thì những cái chuyện đó sẽ tới với mình, là chồng mình sẽ là một người đem mình hạnh phúc đúng không, và mình hạnh phúc như người ta đó. Con cái mình sinh ra như vậy đó, nó là một đứa, những cái đứa mà nó đem hạnh phúc tới cho gia đình luôn đó. Nên từ mình nha, đó thiệt, đừng có nghĩ rằng là cái người kia không đem hạnh phúc tới cho mình, từ mình nên mình đổi, mình cái trách nhiệm của mình rất lớn, rất lớn, là chính bản thân là một người mình quyết định. Khi mà các anh chị quyết định đi, tôi là một người hạnh phúc, tôi là một người giàu có, tôi là một người, hãy quyết định là nói cái đó lẩm bẩm mà nói cái điều đó, thì những cái sự rắc rối, những cái biến cố gì ở bên ngoài mà thật sự hiện tại bây giờ mình không có đó, nó sẽ sửa lại cho mình, nó sẽ sửa lại cho mình. Người chồng của mình cũng vậy, cứ nói rằng người chồng của mình là một người tuyệt vời đúng không, tuy người ta chưa có tuyệt vời, người chồng của mình là một người, sorry nha, chắc phải tắt bếp cái. Đó nên đó, bởi vì cái hồi xưa đó mình có cái tánh đó, mình không có hiểu đó, mình hay đổ thừa người khác, ví dụ đi cái đổ thừa người này, hay là mình nghĩ cái người kia, hay là mình nghĩ ngọn không, bây giờ mình luôn luôn bận rộn để mình chú ý lại cái suy nghĩ của mình và cái lời nói của mình, cũng như là cái lỗi của mình, chứ mình không nghĩ là lỗi của người ta. Ví dụ đi, mình có lúc mình làm ăn ha, mình bực bội tại vì mình không có như ý, thì cái tự nhiên thường thường là mình hay giận lẫy, mình giận lây lên cả con cả chồng, là mình tự nhiên mình thấy gì nó cũng chướng, nó mình không, mình chính bản thân mình mà mình lại bực một cái, mình lây người khác luôn, mình ảnh hưởng người khác luôn, cái đó là cái lỗi của mình đúng không. Đáng lẽ là mình nói rằng chính bản thân mình thì bây giờ mình làm sao mà mình né đi, khi mình bực bội mình đi tập trung, làm sao mình đi nghe những cái cuốn sách gì á, để mà có thể đem lại cái tinh thần của mình vững mạnh hơn, vững chắc hơn đó. Nên cái cuốn sách mà Trang thấy hay nữa là cái gì, cái bí quyết lạ lùng nhất của ông Earl Knight Knight
Nightingale, bí quyết lạ lùng nhất. Trang đang đi tìm cuốn sách đó mà họ lên trên online nhìn không ra, không có tìm được. Có ai biết cái cuốn sách không? Bí quyết lạ lùng nhất của Earl Nightingale. Night, night là tối đó, Candle. Cái cuốn sách đó mình muốn mua, tại vì Trang nghe audio rồi, nhưng mà Trang cái tánh là khi mà Trang thấy cái sách gì nó tốt, nó hay đó, Trang hay quý nó lắm, Trang đang quý nó để mà Trang nhìn thấy nó, và mình cái lúc mình cần lại, mình nghe xong cái mốt mình quên đó, cái mình cần lại để mình cái lúc mình bị rối đó, mình không biết mình giải đáp như thế nào, hay là những khi bạn mình nó có vấn đề gì rối đó, cái mình biết mình vô trong cái trường đó, cái mình chụp mình đưa cho họ để kêu gọi lại cái suy nghĩ của họ, để họ gọi là chỉnh, tập trung lại cái suy nghĩ của họ. Ok ok gì đó, thầy Tâm đâu rồi, đâu rồi? Này chào chị Vân. Vân là câu hỏi đi, vậy thầy mình tới trễ lần hơi, dù bỏ vô câu hỏi đó không có phát đồ đâu nha. Mình có một cái câu hỏi nè, cái người có ai hỏi cho em câu là có cái ca này là cái người này ngủ ban đêm nè, cái họ họ nóng cái chân ra, thường thường là người ta nói lạnh chân đúng không, còn cái người này thì bị nóng chân, là phải làm cái gì nóng nóng cái cặp chân của họ đó, thì làm sao ta, cái gì là âm dương không điều hòa hả, nhưng mà ban đêm á họ ngủ cái bàn chân họ đưa nóng lên vậy, thì nhưng mà nếu như vậy tại sao mình không để cặp chân mình ra ngoài, khỏi cần bỏ bỏ à, cái gì bỏ chăn lên, nóng nóng vậy tốt hay không ta, nóng nóng như thế nào, nóng dữ lắm mà, nóng khó chịu lắm mà. Anyway, mấy chục à, quên, không phải mấy chục năm nay, gần chín chín năm nay ha, Trang dùng cái cào này, Trang cào tóc mỗi ngày sáng và tối, giống như là cái lược của mình vậy đó, mình cào vậy mà hồi xưa là làm có 50 cái à, bây giờ cố gắng làm sao 100 cái, tự nhiên chi nói máu huyết lưu thông làm cho bớt bạc bạc tóc nữa, trời ơi 10 phút nữa. Đặt câu hỏi đi, các anh chị đặt câu hỏi đi, hỏi thầy vô là kêu trả lời chứ không có nói về những cái phác đồ ngày hôm nay. Bận rộn. Mắng. Chắc đi ra ngoài về không kịp vậy. Bận. Nên cái mình làm như vậy ha. Đi đâu cũng vậy, Trang cứ cuối cuối ngày á, mình đánh răng xong rửa mặt xong bỏ kem hết trơn dưỡng da trên mặt ha, xong rồi sau khi đó là Trang chải cái Trang cao đầu rồi rồi vậy đó, thì bởi vì cái giấc ngủ của mình nó cũng nó thật sự nó dễ ngủ, ngon, nó làm cho người mình nó nhức cái não á, nếu mà cả ngày mình căng thẳng đúng không, mình căng thẳng nên mình làm gì nó dịu mình xuống, và nếu mà sáng sớm ngủ dậy như vậy, ngủ dậy á, thì tại sao mình làm này, nó gì nó kích thích cho cái cơ thể mình nó giống như là nổ máy lại đó đúng không, khi mình ngủ á, cái cơ thể mình nó có thể là máu nó không có lưu thông, nó chưa có dẻo cơ, nhưng mà khi mình làm gì đó thì nó tác động cho ngũ nội tạng của mình, tác động cho toàn thân của mình, tác động cho chân tay của mình, để nó lưu để nó thông cái máu huyết của mình cho nó cái chân, nên nhiều khi mình đứng dậy mình ngủ dậy cái mình đứng dậy mình đi nó không có bị đột quỵ, rồi nó không có bị tê tay tê chân đó, làm cho ấm người lên, cái cách đó là cái cách mà mình thấy là nó, nhưng mà mỗi lần Trang trải vậy đó nó ra một số tóc, nhưng mà không sao, ra mọc lại không có vấn đề gì hết, nên một cái cây này á, là xài tới 10 năm rồi cũng đáng đáng đồng tiền. Những cái dụng cụ của thầy là tuyệt vời lắm, là mình nó bền vô cùng là bền, bởi nhưng mà cái tánh mình cũng lo nữa là nhiều khi mình sợ mất thôi, bởi vì có lúc tôi mua là tôi mua 2 cái, cái gì cũng một bộ cũng 2 cái,
Rồi cái lúc con nghĩ tới là ok mình mua đó để cho con cái nữa, trời ơi cái lo thủ trước vậy đó. Cho mình hỏi cách chữa trị trời ơi cái đó hả? Dung hả? Thì bộ Việt Nam nó có uống thuốc sổ mà, đúng không? Dung đũa chứ còn bấm huyệt thì Trang chưa có biết cái đó. Bình thường nó có thuốc sổ. Có phải không? Trang hiểu đúng không vậy? Dùng đứa cho. Ok, để cho Trang hỏi thầy cái đó. Nhớ cào đầu. Người ta nói là lấy cái tay cào được rồi. Cái tay cào gì nó khác. Nó đâu có sắc, nó sắc đâu có sắc bằng cái này đâu. Cái này nó hay lắm. Chỗ nó nhưng nó Trang thấy là nó hơn, tại vì cái ngón tay mình nó là dạng khác, cái này nó sẽ nó là dạng khác nên có lúc Trang lấy được hai cây Trang làm cho nhanh như vậy nè, cái gì mình cũng chơi hai cái hết đi đó, mình làm cho nó nhanh, mình nhất là làm cho khách hàng cho bệnh nhân á mà Trang làm cho ông xã đó, Trang cứ vậy nè cho nó nhanh, phải không, là hai tay làm hai cái đó, cho nó nhanh. Rồi sao làm 8 vụn vậy, làm hai cây luôn, làm hai cây luôn để cho nó nhanh, làm riết mỗi tay á, nên rồi chưa cứ làm vậy để cho nó sáng suốt. Ok anh chào chị Thắm chưa lên đâu à, đây nè ông này này thầy đây này. Đi mất Alo mẹ Trang, à? hello mọi người. Du. Trời ơi vẫn từ nhỏ đi mà trời ơi kẹt kẹt lum la hết nên là Tối Việt bận. Nam mà bận Lúc này hay lên sớm quá về chuẩn bị không kịp, về không tuần kịp có một á. lần à, tuần có một lần à. Biết rồi mà chưa 10 giờ còn giờ 9:30 sớm quá. Thôi kệ, gì bữa này bữa kia không sao, xin lỗi tất cả mọi người trên toàn thế giới nha. Bây giờ sao nãy giờ thấy Trang mới lên, thấy Trang múa múa gì đó làm gì Cạo đầu, nãy nói nhiều quá rồi, giờ cạo vậy? đầu. Chỉ Nãy cạo có đầu người hả? hỏi kìa, chữa gì đó, gì giờ gì gọi Trang đọc đi, Trang đọc đi. nãy Sao? câu đó rồi. Run gì đó, run gì đũa Run sáng chữa hả? run đũa chó gì đó là gì vậy? Dùng chó à, sáng chó, sáng chó hay xuân đũa gì hả? Run đũa chó chữa bệnh Ừ chữa rồi sao trị là gì vậy? thôi cái đó. Cái đó bấm quyệt kìa, không có chắc ăn, Ừ, cái phải đó uống sổ thuốc đúng vô không, đi. phải sổ đúng Đúng không, rồi, hồi xưa nó gọi là lãi hả? xuân kim, xuân kim cái gì, xuân kim phải không, Nhưng mà hồi bởi Việt sáng Nam chúng chó rồi kim kim thì, nhưng mà hồi xưa á là thầy tôi... Châu Vũ Châu có trăm kim rồi, là lấy cái trăm mấy quyệt ở đường ruột mình nè thì có sổ run ra giống như thuốc sổ run vậy đó, nhưng mà hồi xưa là trăm kim thì bây giờ thử chỉ chưa thử lại trăm kim, với lại mình chưa có bấm cái vụ đó tại bây giờ cái thuốc sổ run nó tốt quá cho nên mà cũng đầy đủ nữa, không phải như xưa thầy mới chiến tranh xong đó thì ít thuốc mà cho nên người ta với lại vệ sinh kém, người ta hay bị run sáng, còn bây giờ thì tốt hơn, vệ sinh tốt hơn, ý thức tốt hơn, có thuốc đầy đủ cho nên cái vấn đề run ít cũng không có, thì mình cũng đâu có thấy mình thí nghiệm đâu. Hồi xưa thầy Châu có làm thì châm kim thì sổ run ra, cái là run trong trong đường ruột đó nha, còn ví dụ như ký sinh trùng ở trong máu rồi mình ăn uống vô trong máu này kia đó thì cái đó thì thấy uống thuốc thì nó hay hơn, còn mình bấm 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 cũng chưa có thời gian, mình chưa có gặp nhiều ca để người ta đến để mình làm như vậy đó. Rồi trước đây có lớp trước á, thì có người bị sáng chó thì bị ngứa tùm lum hết trơn á, thì hỏi làm thử được không,
là cũng nói giống vậy, thì mình làm thử, giờ mình cũng chưa xác định được chắc chắn, thì mình làm mấy cái bộ trị ngứa của mình á, với cái bài tiêu viêm tiêu độc tăng sức đề kháng này kia, thì thấy cũng bớt ngứa vậy đó, mà cũng chưa có hỏi là xét nghiệm lại coi cái đó nó còn không. Ok, đang Thì nhắc nếu các tới bạn muốn thử nhìn dẫn á, thì bạn làm là bộ tiêu viêm tiêu độc nè, bộ tăng sức đề kháng nè, nói vậy thôi, cái bộ dưỡng chống dưỡng giảm ngứa chống dưỡng ha, có thử làm thử vậy đi. Nhưng mà nhớ là cái vụ ngứa là đừng có dán cao song bát, tại tao có để ý là dán cao song bát vô có khi bị ngứa nặng hơn, là giống như song bát nó nóng mà nó cũng gây dị ứng mà, cho nên có khi có người dán vô thì lại ngứa, mà ấn nguyệt không thôi, mà không dán thì nó không ngứa, còn hơ thì sao? thì nó cũng phải lưu ý. Hơ khỏi luôn hả? Hơi đã ngứa, hơi đã ngứa, Hơ thì được. hơi cái chỗ mà ngứa đó, Ừ. được ngồi vậy đó, nó triệt cái ngứa đi liền. Thì nó là bị Còn viêm cái chỗ đó mình ngứa. còn mình hơi vô cái huyệt này kia thì chưa có thử, mình chỉ dán, mới dán cao thì thấy có người thì chịu, có người thì bị ngứa hơn, cho nên để ý cái đó thôi, thấy không. Okay. Ừ. Phác Rồi các bạn đồ làm thử nha. coi ha. Ừ. Phác đồ chữa u xơ tử cung. Em nhà Lại thì mình họ hỏa hỏa nè, hỏa phác đồ tô màu chữa u họa phát xơ tử đồ tô cung. màu, phát đồ tô màu ở đây nè, thì ưu sơ tử cung, tử cung người nữ nằm ở dưới rốn đúng không, thì nằm đây rốn là phần chiếu cái miệng, từ dưới rốn là dưới miệng đây, cô này nè, tử cung nằm đây 127 là tử cung, hai huyệt 156 à, hai bên là buồng trứng, bây giờ u sơ tử cung là đây, đánh đây, đánh ngay tử cung đây đó, mà Còn đánh tiếp vậy theo đó, sao? tô màu chấm dầu là tô màu tô lẹ lên nhanh lên trong vòng 30 giây xong rồi, cứ hai có một tuần đi, cứ hai cứ 10 ngày hoặc 2 tuần đi kiểm tra 1 lần, siêu âm lại đó, để mình coi kết quả nó nhỏ hơn. Có đây không phải có được Còn cái cái đó chỗ ta? vùng này á, Ừ. thì có một cái tử cung ở đây nữa, là cái nhân trung cũng là tử cung, nhưng mà ở đây thì có huyệt sóng ba tăng huyết áp, sóng ba 19 nó lên huyết áp, cho nên ra mình đánh đây khi trúng mấy huyệt đó nó tăng huyết áp thì cũng không hay ho gì, cho nên thường làm dưới này an toàn hơn. Còn cái tử cung nữa là cái mũi cũng là tử cung, nhưng cái mũi thì nó bự vậy, giờ mình đánh khó cho là đánh nguyên cái mũi đúng không? Chia ra nó mất công hơn, cho nên ít xài cái mấy cái đồ hình này, mà xài đồ hình dưới này. Ừ, không đỡ thì mình mới đổi cái khác, còn nó đỡ tốt thì mình cứ làm thôi, Làm cách làm làm cái biếng tăng á, bảy làm nào nhanh mà nhẹ, này. nhanh mà cũng có hiệu quả ha. Ừ. Làm cách làm biếng á, làm cái gì đó Nhanh nhỏ mà nhanh gọn nó lẹ. hiệu Ừ. quả. Nhanh gọn lẹ, đơn Nhanh, giản, nhanh gọn mà lẹ tay không một phải làm trăm bảy này á. biếng. Ừ. 127 này á, là huyệt phản chiếu khí hải, tức là đan điền là bể chứa khí, mình làm đây thì cũng là tác động vô cái khí này, tăng khí huyết, tăng khí lên đó cũng là tốt thôi, đúng không? Ở huyệt đây thì tăng huyết áp không đó, tốt, con này bự quá mất công. Ừ. Mình làm đây thôi vậy đó, mình thấy các bạn cứ 10 ngày hay 2 tuần đi kiểm tra siêu âm lại là nhỏ nhỏ, mà làm tiếp cứ mài tiếp, mài đánh tiếp, đánh mỗi ngày vậy đó, là nó từ từ tiêu mất tiêu. Nếu mà nhỏ mà vừa thì nó tiêu nhanh, nếu cục bự thì nó tiêu chậm hơn, mà cũng có khi nó chỉ nhỏ thôi chứ nó không tiêu, à cũng có trường hợp đó nữa, thì mình phải là, nhưng mà cho dù nó nhỏ lại thì mình giải quyết vẫn dễ hơn là nó bự chà bá đúng không. Có phẫu thuật cơ chăng nữa thì cái đó cũng đơn giản hơn là nó lớn. Xong mình làm bằng phương pháp không dùng thuốc trước, gọi là mình làm bảo toàn trước, coi nó ổn định nó hết thì thôi, mà không cần phải can thiệp về phẫu thuật nữa, nó tiện cho mình như vậy. Cái cô mà nói bị run đó, đũa đó, Được nói không? mình điều trị ở bệnh viện Hòa Hảo gì gầu 10, gần năm 10 năm nay, 10 năm rồi đó mà chưa hết thầy. Wow. 10 năm, wow, quá lâu. Thì thường cái gì mà chữa bệnh bằng Tây hay Đông y không hết á,
thì qua mình thì chịu chịu, Có tại cơ vì hội. nó khác biệt cái gì đó, nó khác biệt bởi vì cơ thể mình nó quen giống như lần á, thì mình đổi cái khác thì Nhật có nó có đáp gần ứng bên hơn, thầy không? Gần nhà có đáp thầy ứng không? hơn. Ừ. Ở cái em nào bị thì sáng chạy lên thầy đi, 9 giờ tới 12 giờ thì làm ở nhà đó. Phát đồ tô màu vùng Không có thì làm giống nãy thì dặn vùng á, giống nãy mình nói đó, bộ này bộ kia nãy nãy nói rồi, làm thử. sán chó. Đúng, chỉ có thuốc chuyên trị ở bệnh viện Rồi, để Trang vì đọc tiếp đi Trang. Sáng chó, ngoài sáng chó với lại không, cái tới chị cùng còn Vân gì nữa nói không? là có, nếu có chỉ có thuốc chuyên trị ở bệnh viện Quy Nhơn mới khỏi. Wow, trời ơi, phải cho mọi bệnh viện đó, Quy Nhơn á xa nha, nhưng mà không ngờ 10 năm là cơ Bệnh gì bệnh nãy đó, run đó, đũa đổ bệnh con viện, chó ừ đó. Ôi ôi, bệnh này đừng Quy hết đổ bệnh Nhơn. viện Quy Nhơn rồi hả, sai sao không làm ở Sài Ôi, Gòn, xa quá. vô bệnh viện vô viện Master hay là à, không cái gì đó, bệnh viện đọc ở dược, hoặc là đi Nếu bệnh mà nhiệt mình lên, đới hay có cái sinh trùng không, nếu mà máng vậy. mình lên YouTube mình gõ cho con, mình đánh vô là cách chữa bệnh gì đó, bệnh đó, bệnh run đó, thì khi có Trời, cái hơi quan cái con dung dế gì đi. nó Dung dế hoài. Thì qua khác đi có những cái hoài. tô về những món thiên nhiên đó, lá lá củ thiên nhiên đó, thử không biết đâu. Chàng chàng coi cái comment khác đi, là các Ở bạn hỏi lưng gì khác cổ không? tay bị phù lên, ở lưng cổ tay bị phù lên nhưng không phải bú, khám bác sĩ nói là tràn dịch đánh sáu vùng, rồi giảm tính dịch, tiêu u tiêu bú nhưng không xẹp bớt thì làm sao à? Ồ, hơn nữa. Làm đối xứng, thiếu gì cách làm đối xứng bên này không, bị u hoạt dịch đó, mà u hoạt dịch làm đối xứng, hoặc là bạn làm mà lấy cái chè, cái sâm bất gừng, lấy sâm bất gừng lấy cái giọt sương á, còn giọt mưa cũng được, giọt sương hoặc giọt mưa mình xăm 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 xung quanh cái u hoạt dịch đó, nó cũng tiêu. Ừ. Một cách đó là một cách, hoặc làm đối xứng bên kia mình hơ bên kia, Đúng rồi, giảm tới chạy hoặc hơi mình làm bên phản kia. chiếu trên lông mày, ở phản chiếu theo phần hồi phản chiếu, chứ đâu phải lúc nào cũng giảm tiết dịch đâu, nó tùy, bởi vậy mình làm nhiều mới thấy tùy biến, có khi nguyên tắc nó vậy, có khi nó cũng trước quốc làm đâu đâu đúng đâu, mình phải đổi cái khác làm, viện chẩn mình nó có nhiều cách mà đúng không, còn làm tất cả mọi cách nó không được thôi. Biết Bỏ tay. sao vậy, trong Phải được, nó phải được. cuộc sống không phải cái gì cũng được đâu đúng không. Ừ. Trang biết, Trang tin là được, nhưng mà chỉ có mình tìm chưa được thôi. Thì đúng rồi, chứ nguyên tắc là được, đừng có thời gian tìm kiếm, có thời gian thí nghiệm. Ừ. Trời Sao ơi, Trang, đọc đi. chỉ cách đi đi cầu nhưng cảm giác còn phân mà không ra hết được, mà đây đây không bị kiết kiết nhen hả? Kiết nhen là gì? Bị kiết kệ đi cầu, ta cảm thấy như là phân vẫn còn. Ừ. Là sao? Được, mà đầy không bị kiết kiết nhen là gì? Chả biết kiết nhen, chữ kiết nhen là gì? Kiết Trước lị hả? nhen, anh hát e nhe n nhen. Nó tóm là đi đi cảm giác phân vẫn còn nhưng Kệ mà đi, tóm lại đi, thấy không hết rồi quay cái này nè, từ phải qua trái quẹo xuống. Ừ. Vẽ dấu chấm hỏi từ phải qua trái quẹo xuống vậy đó, 100 lần, 200 lần, 300 lần làm cho nhu đồng ruột, tăng cái nhu đồng ruột lên tống hết, còn không nó tống nửa chừng, tống còn chút chút không. Ừ. Tăng nhu đồng ruột từ phải qua trái theo hướng đi xuống, nếu muốn cầm lại thì quay ngược lại từ trái qua phải,
ngược lại là mình cầm lại, stop lại, cầm lại, giữ lại. Không phải giữ để đến chi, mà ví dụ như mình mình đi quá nhiều, hoặc là mình đau bụng giữa 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 chuyến du hành chẳng hạn, du hành giữa các vì sao hay là đấy để... mình đi xe buýt thì là mình đi đâu đó, nó bị Không tiện, không đau bụng tiện, bất không chợt tiện. không, nó không tiện ra ngoài, mình sẽ quay từ trái qua phải để mình giữ lại. Còn mình muốn đi thì mình làm từ phải qua trái là đi. Như bạn nãy là mình đi không hết, mình làm từ phải qua trái để mình điều khiển cái nhu động ruột của chúng ta Làm hoạt trăm động tốt cái đi hơn. cho rồi vuốt Trăm vuốt vuốt cái, có khi 200 cái, 300 cái. Đó, vậy ồ đó. Rồi chưa kể mình phải khám coi là đôi khi là có bệnh của đường ruột ở chỗ hậu môn không, hoặc trực tràng không, nó có một cái khối u hay là có một cái gì đó nó kích thích, nơi kích thích nó làm cho mình cảm giác như vậy. ồ Hoặc là bị trĩ mà. Đó. Những cái trường hợp chứ không hẳn là cơ năng, đó là thực thể, cơ thực thể, cơ thực thể là cái mà nó thay đổi thật sự cấu trúc của cơ thể mình. Còn cái cơ năng là cái chức năng thôi. Đó, thì có khi bệnh do cơ năng, có khi bệnh do thực thể. Thực thể mình kiểm tra thử. Rồi bên chuyên môn bên Tây y họ kiểm tra. Đúng không? Còn cơ năng thì khi kiểm tra không thấy gì hết. Vẫn bị. Mình làm. Còn thực thể thì mình vẫn làm được. Nhưng mà phải hiểu rằng là có cái vấn đề đó đó. Phải giải quyết luôn vấn đề đó mới được. Ok, cái gì là tràn dịch khớp gối à? Tràn dịch thì đánh bộ tiêu giảm tiết dịch đúng không, tiêu viêm giảm tiết dịch đó, rồi mình lăn, lăn tại chỗ, lăn đối xứng, hoặc hơi cùi chỏ, cùi chỏ đầu gối, tức là cùi chỏ, cùi chỏ tức là đầu gối. Trong phương pháp mình có những mối liên hệ đặc biệt vậy đó, tay tức là chân, chân tức là tay, thì cùi chỏ thôi, đầu gối là cùi chỏ, cổ chân là cổ tay là cổ chân, ngón tay là ngón chân là ngón tay, thấy không, đùi là bắp tay, vậy mông là bả vai, mông là cái vai tức là mông, ví dụ như đau mông gõ vai, vỗ vai hát đau mông, ví dụ vậy. Phương Trời ơi, mặt pháp ba mình là lịch mông sự lắm. hả? Ừ, nó cho không biết luôn ha, trời ơi. Chưa, chưa biết. Thành ra mình bệnh nhân đau mông mình vỗ vai lịch sự không, Dạ. chắc lấy mình vỗ mông, Dám đổ mông bệnh nhân vỗ không? mông kêu bị phạt liền đúng không, nhưng mà bên đó là bị kiện luôn. Không được, phương pháp chúng ta thú vị tại có những mối liên hệ nó đặc biệt, mình tìm ra và những nguyên lý do thầy Vũ Châu phát minh ra và được kiểm chứng lâu rồi, 39 năm rồi, 80 tới giờ 39 năm. À quên, cái ngày 39 năm này là ngày lễ thành lập viện dẫn nè, cháu Người Trang có lớn coi trên nha. Facebook rồi đúng không? Thì đó thì ngày 31 tháng 3, thật ra ngày thành lập viện dẫn là ngày 2, ngày 26. 26 tháng 3 là cái ngày tìm ra phương pháp, là cái quyền số 1 đầu tiên, khởi đầu của một cái sự phát minh. Ngày 26 tháng 3 năm 1980. Nhưng 26 tháng 3 thì mới lỡ cỡ nó rơi vào giữa tuần. Đó, đâm ra nó bị người ta không đi được. Mình để làm cuối tuần, làm chủ nhật. Thì là 31 tháng 3. Phương phải hiểu là 26 tháng 3 đó ha. Mình làm 31 tháng 3 là kết hợp cả hai. Là vừa là cái ngày kỷ niệm thành lập phương pháp viện dẫn 39 năm. Mà vừa kết hợp luôn cả cái sinh nhật của thầy Vũ Châu vô. Sinh nhật thầy Châu là ngày 4 tháng 3. Thì coi như là giữa 4 tháng 3 với 26 tháng 3 Giữa lấy giữa 31. Như vậy đó. Nó Trang về được thì về. Còn có dịp gì mà có dịp là bị du bệnh lịch lại không, đi chân xa canh gần gần mà gần ngày đó xa quá không, nói gì thôi biết rồi cho nên ta quá xa rồi. không, nhưng mà tổ chức Còn xa bạn chứ nè, không phải tổ chức còn trong các Sài bạn Gòn đâu, hả, đâu tổ có chức tổ xa chức ở Sài Gòn đó chứ, ở Sài mà Gòn. cho thấy đi đâu á. Ở chỗ đường đâu có đi đâu đâu, ở ngay cái chỗ Gala Center ở đường Hoàng Văn Thụ á, chỗ có lăng Gia Cả, chỗ cái
cái công viên, công viên sao, viên Hoàng Thụ á. Ừ, quẹo quá cái chỗ Lan Gia Cả đầu ngay khỏi cái quận Binh á, kế gần Binh chút xíu, đi tới xíu đó. Đó, vậy là center đó hình như là 415 phải, có trên trên Facebook có ghi á. Thì các bạn nào mà nghe thì cứ đăng ký nha, đăng ký coi Facebook của thầy, đăng ký trên đó đó. Chuyển khoản tài khoản của cô Yến, Bùi Thị Kim Yến là bà xã của thầy Bùi Quốc Châu. Là mẹ của tôi. Chuyển khoản xong rồi comment, comment gì đó thì các bạn không cần học viện chẩn cũng được, cứ yêu thích viện chẩn, đam mê viện chẩn lên tham dự chung gia đình cũng được, gia đình viện chẩn mình không có gì hết, không có phân biệt nha. Nè, nhân sơ tử cung cũng Sao tô màu vùng 127 hay sao thầy? đúng rồi, nhân sơ tứ cung cũng vậy, hồi nãy hỏi ê, u sơ nhân sơ cũng vậy thôi, nhân sơ u sơ cũng vậy à, nó là nó đó Nó tô. là tử cung là cái vùng đó thôi. Ừ, Còn u thế nang cũng buồng hay. trứng nữa nè thì làm thế Buồng trứng nào? thì làm buồng trứng, buồng trứng thì Hai tô này màu buồng buồng trứng trứng, buồng trứng làm đây, 156. nhưng mà buồng trứng thì thầy không có làm đây, buồng trứng tâm không làm đây, không làm đây tại này nhớ chút xíu đây à, làm đây. Ừ, đây là buồng trứng này nè, chỗ buồng 59 nè. Nha. Từ khoảng 73 kéo dài ra 130 thì khoảng giữa nó là huyệt 59 nằm đây. Mà người phụ nữ á, khi bị cái vụ nội tiết á, hay bị nắm 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 thâm nắm 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 thì cơ thể mình nó báo hiệu là nội tiết có vấn đề đó. Thì cái chỗ báo hiệu bệnh chính là chỗ điều trị, chính là chỗ điều chữa bệnh. Đó là khám phá của bên viện chẩn mình. Đánh vô chỗ nào báo hiệu bệnh, quánh vô chỗ đó, tự động nó điều chỉnh lại. Cơ thể mình hiện đại vậy mà mình không biết đúng Dạ, không, đúng rồi, đi hiện kiếm đại lắm. đường vòng chỗ khác. Ừ nè, tô màu giống như động tác tô màu của các trẻ em á, ví dụ tô màu nó gạch gạch này, nè từ lúc đó giờ thì mình làm tô màu y vậy. Đó, tôi vậy đó, các bạn tô bằng cái quay giò cũng được, cũng máy xung điện, tô với xung điện nó nhanh hơn, còn không quen thì xài quay giò cũng hiệu quả luôn. Đánh 30 giây, quánh đều lên toàn bộ khu vực 30 giây. Bên bị nào làm bên đó, bị bên này làm bên này, ví dụ vậy đó, bị này làm bên này. Thì thỉnh thoảng có những trường hợp nó xéo bên, chéo bên giao thoa, nó gọi là tuyết giao thoa liên kết chéo, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, có khi nó nằm thường mình làm một, cùng bên không được mình mới kiếm bên kia, là chéo bên mình làm. Đó là phương pháp tô màu, cách này là nó thay thế luôn cả cái bài mà tiêu u bú. Thì tại vì cái này nó tiện hơn, nhanh hơn, gọn lẹ hơn, mình làm có 30 giây xong bệnh nhân đi về, nhưng mà nó lại tan được thì tội gì mình không làm đúng không, mình làm gì phức tạp ra. Còn không được, cách này không được thì mình làm cách khác đơn giản hơn. Cách này đơn giản, làm một cách khác ý đơn giản vậy đó. Chứ không phải cái cách cũ là nó không hiệu quả, nhưng mà bởi vì mình phải biết quyệt, phải nhớ quyệt, phải xác định tọa độ chính xác, rồi mình dây ấn, rồi mình dán cao, hay là mình dây ấn sau đó bao nhiêu lần, bao nhiêu vòng. Thôi mất công không, thôi mình cứ kiếm ngay cái chỗ mà nó biểu hiện bệnh, kiếm ngay cái đồ hình mình có tô màu vô là tự nhiên nó bứt mục tiêu. Thì mình làm đơn giản vậy đó, mình làm dễ không cần quyệt gì hết, cứ đánh vậy thôi, tất nhiên nó phải trúng một đống quyệt ở đó rồi. tại vì cái sinh huyệt nó sẽ hiện đầy trong đó, nếu mà các bạn chịu khó dò huyệt á sẽ thấy những cái sinh huyệt Lân của khu vực cận, này. đánh dễ lân cận luôn, đánh Như dễ thế từ mình, lân nhưng mà cận. mình đánh vậy là nó sẽ mài hết toàn bộ. Mình cẩn thận hơn thì mình dò sinh huyệt xong đánh đúng ngay chỗ đó, nhưng mà tại vì mình đánh vậy thì nó qua luôn, nên thôi Sao? mình để làm cho nhanh đó mà cho tiện á, thì tâm làm kiếm trúng chỗ đó làm rồi tô màu thôi, rồi trên thực tế mình kiểm tra mình thấy hiệu quả vẫn tốt như thường thì mình vẫn giữ cách vậy làm. Làm có niềm tin nha, mỗi lần làm phải có niềm tin luôn đi. Thầy ơi, là có Không người thèm nói tin cũng rằng hết, nói nghe không tin cũng hết, chứ không cần phải niềm tin đâu. Mình là khoa học, tin không tin thì mặt trời vẫn mọc hướng đó. Đúng không, đúng không, nghe nói vậy ăn tại nấu sao cơm nói đúng cách, vậy, thầy có câu chữ tỷ tùy tin không nó
Nếu thầy Ừ, nói thì sao có tùy cái sao. quyền, nếu mà làm cái đó không hứa làm sao là chỉ có tùy đi để chỗ khác mà làm nữa chứ bộ à, đúng không? Đúng Ừ thì đúng rồi, chỗ này phép không? làm chỗ khác, nhưng mà chỉ tùy nó khác đó, chỉ tin hay chỉ khác nhau. Đang nói chỉ Không, tin chẳng hạn đây mà. bây giờ mình làm đây mà mình không tin, nó không có kết quả thì nó không có kết quả, thì bây giờ mình rồi sao là phải đi chỗ khác, mình vừa cái vùng khác chứ. Ừ, mình làm chỗ khác đúng rồi. Ừ. Ừ, sao? Không Bố hiểu. nè, khác nhau. Ừ. À, có Rồi người giờ nói là hỏi ngủ nè, cái gì? ngủ nè, bây giờ thầy lên trễ nên chàng phải gấp 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 quá trả lời đó, không có cho Ừ. Ok. ok. Đồng À, ý nó coi sao? ngủ mà cái chân nóng lên là sao? Trời ơi, ngủ mà chân nóng lên là chắc là đắp chăn vô chân cái gì? Rồi nếu không đắp chân vô chân mà nóng quá là sao, là phải ta phải thức dậy á. Thức Nóng thì dậy nóng như thế à, nào, nóng là bừng lửa hay sao vậy? tự nhiên đang ngủ trong thiền a, do hệ thống thần kinh thôi, hệ thống thần kinh của mình thôi, là mình đánh cái bài đánh người tham sáu đi, thần kinh thực vật làm Lửa là cái cây này nữa. 26 nha. Ok, đó, vậy Chị nóng đi. chân là làm bộ làm mát, chị nóng chân Nè nó à, là vấn đề bị bị tê chân tê tê tay vậy, cũng theo cái phác đồ nè, chân đó. Bị tê theo đồ chân hình hả thì chân, làm đúng rồi, sao? theo đồ hình chân mình làm, mình lăn Uống hoặc mình ly ấn. trà đi. Ừ, chà được, bằng lăn, bằng lấy búa, bằng gõ, theo đồ hình. Rồi xong mình làm cục bộ, cục bộ là dùng mình lăn chân lăn tay, tê tay chân lăn tay, đau đâu làm đó, bận phối hợp nhớ vậy đó, theo đồ hình với làm tại chỗ, hai cái phối hợp nhau. Thầy cái bằng Kết chân quả mà nóng tốt. quá, bằng chân nóng quá có thể nào mình tự nhiên nó bị rối loạn thôi, mình chà cái chỗ đây rồi coi là nó Đúng có bị rồi, tối ngủ giảm làm biến quá, biến bớt 10 số mấy làm gì. Ừ. Ờ, ngủ quá thôi, giờ nhắm mắt đang ngủ nóng chân phải không, rồi chà chà bum 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 hay làm gì đó, rồi mát chân ngủ tiếp xong. đó, kích động thần kinh lại. Ừ, hỏi cái chân trên này có chân dưới này, cái chân trên này nữa, cái đồ hình Tê này cũng được, tê là có đồ hình làm bên gì? này. Ừ, chà chà vậy Tê cũng không, làm như thế gõ đấy. gõ 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 nè, tại có khi gõ gõ thì trị cái nóng nó hay hơn. Ừ, cái trà thì trị cái lạnh hay hơn, đó là tương đối thôi, xác suất thôi nha. Ừ, có thể các bạn đảo ngược lại cũng được. Chuyện chẳng có chỗ nắm mặt không thầy, có đầu lăn á, không chỗ gì mà lăn. Trời ơi, cô đó giữ hoài. Theo hướng tự nhiên luôn ha, không cần phải bắn laser cái gì, mình lấy cái lăn mình lăn là nó bớt nám thôi, mà phải lâu à, phải thời gian, cứ lăn hoài Cái hoài vậy đó này lăn bụng nào mà lăn cái đó được không thầy nhỉ? cũng được, được lăn nhẹ thôi, không cần lăn mạnh đâu, mà lăn thời gian là tự nhiên nó bớt lực dần dần nào cũng hay. Lăn miễn cho thấy hồng hồng rồi được rồi ha. Ừ. Ừ. 2 tuần tháng gì đó, có thể lâu Hai hơn, tuần tháng mà lâu. thì lâu hơn 1 2 ngày, chứ các bạn không có kiểm nhận á thì mình nói chứ gì. Không, nhưng mà khi mình Ừ. cứ làm gì hoài nó tự nhiên sao là đẹp hết luôn, thì sau đây đó mình làm hết cái mặt Đúng luôn thì cái rồi. mặt mình nó Ừ. Rồi mình điều chỉnh hóc môn bằng cách mình đánh cho bộ nội tiết, hoặc mình làm những cái huyệt về buồng trứng đó, mình kích thích thêm thì nó sẽ vừa nội tiết vừa làm lưu thông khí huyết ở cái vùng đó, thay đổi cái làm lưu thông huyết, làm những cái sắc tố da này, nó mình làm như vậy là tưới máu tới đó tươi nhuận hơn, nó sẽ tẩy cái đó đi một cách tự động, đúng không? Đó, chịu nám đó. Thank you. Còn cái này ta hỏi nè, hôm qua tôi gặp người bạn, cái người bạn này làm nail á là 20 năm rồi. 20 năm mà ta Ừ. biết những người làm nail á là họ hủy cái chất trời, hôm qua ta ngồi đó mà tiếng mấy đồng hồ mà ta ngồi đó. Trời ơi mà sao mà họ chịu được từ mấy tiếng đồng hồ á. Ừ. Cái mùi mà Cái làm mùi bột mà này phải quét không? móng tay đúng không? Cái Làm sơn bột á, làm bột cứng á, ha. làm móng giả đó mà bà đang nhẹ bụi À. nữa, bụi mà thầy biết không, bụi như nào mà nói trời, cái mặt mà bụi mỗi lần ấy bột á, cái nó bay tùm lum hết hết vô vô phở Ừ. họ, khi họ bỏ mặt nạ vô rồi gì, nhưng mà tiêu bỏ ra đi nó cũng bay vòng vòng mà, rồi mỗi lần làm xong cái phủ 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 là nó cứ tung lên hết đúng không,
thì lúc đó mình hít vô cái Trời ơi. phổi của mình à. Bởi vì ta nói những người làm nail có cái nguy cơ là trước nhất là nó rất là nguy hiểm, vấn đề về sức khỏe, nó có thể gây hại tới ung thư. Okay. Cái thứ hai là phổi mình nó rất là dơ, tại vì mình hửi mấy cái mùi đó mình hít vô, nó vô phổi. Cái thứ ba là nó dễ bị nám. Tại sao? Khi mà mình lấy cái bột đó đó, những cái, nó ủ lên trên da mặt của mình nè. Nhưng mà khi mình rửa bằng tay, tại sao cho nói là cái máy rửa mặt có trang là phải rửa, giờ quảng cáo của máy rửa mặt thì nó hơn gấp 10 lần bằng rửa tay, nó bung ra. Bởi vì nói rằng cái nám á là sao, những người làm nail á, mai mốt thì biết không, là họ bị dị ứng, là họ bôi gì lên là họ nó bị dị ứng. Giống như cái chị này là hồi xưa giờ chị mê lắm, mỗi lần Trăng nhìn chị ha là chị đẹp đẹp mà chị lộng lẫy, tại vì chị thích bỏ phấn son lên ha đẹp. Nhưng bây giờ là không được nữa, tự nhiên cái giờ bỏ lên cái là về nhà là sưng lên hả, đỏ lên hả, là rát lên, rồi rửa mặt cũng vậy á là cũng rát lên. Thì cho nói rằng là tại vì bao nhiêu năm nay chị làm cái môi trường này, nó đã phá hủy cái sự kháng thể của mình rồi, nên nó có phòng chấn của mình không mất rồi. Thì bây giờ chị bỏ lên gì nó sẽ phản ứng, nó không có chấp nhận được. Nên bây giờ làm sao thầy, cái như trường hợp như vậy là bây giờ rửa mặt cũng 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 bị đau xót rồi, bỏ cái gì bất cứ như gì là cũng bị dị ứng. Thì hỏi đi, khi mình lớn tuổi như Trang mất già lên nữa nè, những phụ nữ người ta muốn che những cái điểm đó, đi ra ngoài tiệc cũng vậy, là phải có trang điểm lên nó mới lộng lẫy, nó mới thấy mình như đâu đẹp. Nhưng mà Mới hấp dẫn đàn ông người ta mới ngắm. như giờ đi Trang đi ra ngoài không có son nè, không có make up cái thứ này thì khỏi đi luôn, khỏi đi luôn, tại vì nó không thấy đẹp gì hết trơn á. Thì vậy buồn quá trời đi, đúng không? Dần sao đây, viện chẩn làm gì đây? Thì đó, thì nãy giờ nó lăn đó, nhưng mà nói qua cái máy của Trang thì cũng phải nói vậy một cách khách quan thôi nha. Thì là lúc mà Trang đưa máy thì có rửa thử, không phải Tâm mà bà xã đó rửa thử, thì cái máy đó nó cũng hay, nó nghiên cứu, người ta nghiên cứu đó cũng hay, nó quanh quanh lại vậy nè. Nó xoay hai Thì mặc dù chiều. thế mình rửa mặt sạch thiệt, nhưng mà khi mới lắm vậy á, thì bà xã đưa coi á, thì rõ ràng ở trong cái giống như cái bánh răng của cái máy đó, nó vẫn lấy ra được những cái gì nhỏ Chiều. xíu. Thì cái đó công nhận, cái đó hay. Thì đó, nó làm sạch trước, thì các bạn có thể làm nó làm sạch trước, xong rồi lăn lăn đó, thì hiệu quả nó sẽ tốt hơn, tươi nhuận hơn. Đúng rồi, khi Cái mình đó hợp làm lý. về nám cũng vậy á, nên mình nên phải tẩy tế bào da chết, giống như là cái cây sao chổi của thầy gì bằng chổi tiên á, bằng chải tiên á, nếu mà các bạn có máy đó, bằng chải tiên nó cũng là một cách đánh đi cho những cái tế bào da chết ha. Rồi sau khi đó rồi cái mình chữa bệnh thì khi mình làm viện chẩn á, nếu mà mặt gì đẹp á, mặt mình nên sạch thì hay hơn. Rồi sau mình làm xong những cái tác động đó rồi mình bỏ kem vô hả, dưỡng vô thì nó cũng là tốt, và nên để nha. Tại vì cái sao chổi đó cũng hay lắm, nó quét đi những cái như da chết đó, nó lấy những cái Ông mụn cái dụng cám cụ mình nó kích thích với cái sớ cơ ở trong mặt và cái thần kinh của cái mặt đó, nó sẽ làm mạnh hơn, sống lại, tươi sống lại, á. refresh lại toàn bộ cái hệ thống thần kinh và cái cơ đó. Nhưng mà cái bề mặt da thì làm sạch thì cái máy Trang làm sạch hay đó, lắc 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 như này. Xoay hai chiều với lắc lắc lắc. Thì Ok nó chuyện quay quay vậy nè, thì nó trả trả nha, đi trả lại đến sáng đó. hai chiều nó gặp những cái dơ đó. Bởi em nói Trang nói với cái cô này là trước nhất là chị làm sao phải tống những cái dơ, trước nhất là thì khi mình xài kem phấn vậy đó, nó có chất chì đó. Phụ nữ mà tội nghiệp lắm, là tối ngày cứ bỏ phấn lên, đàn ông rất là, đàn ông có nhiều cái may mắn lắm, không cần phấn son, không cần đậm tóc, không cần gì hết trơn á, không có Ai kêu phụ nữ làm đâu, tự nhiên tự làm, ai kêu, trời đất ơi, trời. rồi giờ la ông tùm. Ai kêu phấn son làm Vậy gì, hả? Ha, để ngó cho cứ thùi tự ngó. nhiên vậy đẹp rồi thiệt. Còn bây giờ muốn môi thấm cái gì nó nghe nha, môi thấm thì bây giờ lấy cái lăn lăn môi, hoặc lấy tay chà môi mỗi ngày đi, hoặc lấy cái lăn cồn gai đó lăn cái môi, thì tự nhiên môi đỏ tự nhiên lên thôi, trừ khi nào chụp hình hay là đi tiệc hay là cái gì thì các bạn mới hãy trang điểm một bình thường, đâu có cần, đúng không? Đẹp rồi đúng không? Rồi làm lúc nào cũng cười, đó là cái cười là cái trang điểm đẹp nhất của người phụ nữ. Cái cười và cái sự tự tin, cái sự dịu dàng, nó là cái trang điểm đẹp nhất người phụ nữ. Đàn ông nói thiệt chứ nghe vậy đó, không phải là nhìn 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 mấy cái kia đâu, cái kia là đi khi là chụp hình thôi. Đó, mấy bà hiểu chưa? Hiểu chưa? Nghĩa là lúc mà bà xã nằm bên cạnh mà không có phấn son là lúc đó đẹp nhất, đúng không? Này gầy gầy nghe cái mùi gầy gầy độ dù gì đây ta.
Em nói chung chung mà gì lôi gì nằm kế gì lung tung vậy. Thầy cho em xin bát đồ chữa Cũng sơ nang tuyến vú. giống như là cũng giống vậy, tô màu thôi, à tô màu cái vùng ngực nằm đây nè, cái này cũng buồng trứng hồi nãy, buồng trứng bây giờ đồng thời cái mắt mình phản chiếu cái ngực. Thì cái này là cái vùng đại diện, cái vùng hen, nó hay mình hay làm ở đây tác động vô cái ngực lắm này, giống y cách tô màu, giống y như cái buồng trứng ấy. Thì cũng chữa cái nang tuyến vú nha. Thì 73 có là vú đúng không? Ở đây có là vú luôn. Đúng rồi, từ 73 kéo qua tới 130 cái vòng cung này nè. Đó, cái vòng cung này, đánh này, đánh trong cái vòng cung đó, di chuyển này, tô màu trong cái vòng đó. Đã vừa chữa về vú và vừa chữa về buồng trứng. Hai cái, còn nếu mà các bạn là bị hai cái luôn á thì vẫn đánh ở đó luôn, nhưng mà nó sẽ bớt hai cái không đồng bộ với nhau. Có cái này bước trước, cái kia bước sau. Hoặc bước cái chậm cái nhanh vậy đó. Tiểu đường thì làm sao thầy? Thì mấy cái mà toàn trả lời đi trả lời lại hoài ấy. Mà thôi trả lời luôn cho rồi. mỗi mỗi tuần thầy cũng cũng complain vậy hoài, trả lời cho rồi Cũng đi. như đó, cũng có hỏi hỏi hoài Vậy là chỉ chuyện coi dễ, lại. chuyện dễ không có gì khó. Ừ. Không không ê không có dễ nha, đừng cái tư đường cũng cũng rắc rối, không có dễ đâu, nhưng mà có đường mình làm cách mình làm là đơn giản, là mình làm vậy. Người số 7 nè, mình gạch số 7 nè, đó là cách đơn giản nhất. Còn ngoài ra dù mình lý luận thêm là tiểu đường, đường thì nó sẽ liên quan đến tam tiêu, giống như là đông y hay nói liên quan tam tiêu, thì mình quánh về tam tiêu. Tam tiêu là thượng tiêu là 189, trung tiêu là 119, còn hạ tiêu là 127. Quánh tam tiêu mà quánh về 235 cũng liên quan đến tam tiêu rồi. Ví dụ quánh các tạng phủ là tỳ can thận, quánh ba thằng tỳ can thận vô, tỳ quên tỳ bên này, tỳ can nhiên thận 38 300, đúng không? Nhưng mà đường huyết nó còn liên quan một cái nữa, nó là hệ thống thần kinh, căng thẳng stress nó cũng làm ảnh hưởng đến lượng đường huyết, cho nên chúng ta phải làm thêm cái bộ ổn định thần kinh. Ổn định thần kinh, ngủ ngon, ăn thận đó, mấy cái đó nó liên quan luôn, bằng điều chỉnh bằng cái huyệt cái cơ thể nó điều chỉnh cái chức năng nó lại, đồng thời phải bằng cái tinh thần, bằng ăn uống, vận động, tập thể dục thì nó mới Ăn là uống cái quan giải trọng pháp rốt lắm. ráo, rốt ráo. Cái giải pháp rốt ráo nó có nhiều khía cạnh, hay bấm huyệt tối ngày bấm huyệt hoài đâu. Trời ơi, Ăn tiểu đường là quan trọng nhất là ăn, không được ăn đường. Ăn trái cây nè cũng giảm dữ lắm, ăn trái cây đừng ăn đó đi thì người ta biết hết rồi, đừng. đừng ăn tinh bột, ăn đường, phải tập thể dục nữa. Tập thể dục và tinh thần, hai cái đó là các bạn hay quên. Tối này nói ăn ăn không à, vận động đâu, rồi tinh thần mình nữa, đừng có stress, thư giãn thần kinh, vui vẻ thoải mái, Cháo này thì nó nó cũng được liên quan em. đến cái đường. Rồi bấm bấm nguyệt theo viện dẫn mình nãy phát đồ nãy nãy mình nói đó, thì Thầy nó nói sẽ lăn đồng cũng được đó giúp cho thầy ta. nhanh chóng điều chỉnh lại cái lượng đường huyết của mình. Lăn đồng á, ở bờ môi lên đây là được đó mà. Lăn đồng Đúng rồi, lăn đồng, thầy Châu nói lấy lăn đồng lăn, á. tại cái bệnh này nó làm cho mình nóng người, háo người. Lấy lăn đồng lăn Lăn 30 giảm xuống cái hả, là dưới 30, 60, 100 tùy liều lượng. Bạn thí nghiệm từ cái nhỏ nhất, đơn giản nhất trước. cái bộ tứ đại huyệt có người huyết áp cao có nên bấm 19 không? Không chị ơi, Không, 19 được. để cho em hỏi trong diện trận có huyệt đóng đóng huyệt mở không à, như kiểu ấn nhiều huyệt đó lâu sẽ khó sẽ không tác dụng nữa. Bình thường ngày ấn hai hai ba lần nhưng em thấy có người ấn càng nhiều lần trong ngày càng tốt, hiểu không Hiểu không? thầy? Hiểu không Hiểu không là sao? thầy hiểu ơi, thầy cho em hỏi trong diện hiểu trận có huyệt đóng huyệt mở không à? hiểu rồi, hiểu Ok. rồi. Các bạn này nói hai vấn đề khác nhau, đóng huyệt mở là khác nữa, mà cái việc mà ấn nhiều quá là nó bị lờn là khác nữa, nó bị lờn huyệt. Ấn nhiều bị lờn, nó sưng huyệt có lên luôn. Một ngày Bấm nhẹ nhẹ thôi, làm làm gì ít bấm thôi. mạnh đâu mà sưng, bấm bấm Thì bấm vậy ai thôi. biết ta. Nhưng mà Ví mỗi dụ như ngày có thể làm một lần cũng được, cũng hiệu quả nữa. Hoặc tùy người, có người tăng liều lên,
những viên thuốc các bạn có khi uống một viên được rồi, có khi tăng liều lên phải ngày uống 2-3 lần, thì bấm huyệt cũng y vậy, bấm huyệt có khi 1.000 lần hiệu quả rồi, hoặc hiệu quả chưa được mong muốn bấm thêm gần nữa, bấm lên nữa, nhưng mà cũng vừa phải thôi. Ví dụ như cơm ăn ngày 3 bữa thì mình bấm huyệt ngày 3 lần được rồi, Uống thuốc ngày ba bấm lần nhiều là được quá. rồi. Rồi còn ví dụ đóng huyệt mở là vậy nè, đóng là huyệt số 0, huyệt mở là huyệt 19 đó, nó có cái đó nhìn chẩn mình có 19 là mở ra, số 0 là đóng lại, khóa lại. Có người nói em bị tắc vòi trứng kìa, bấm huyệt nào chỉ em với đi anh, em sợ tịt. Trời, vòi trứng đấy, vòi trứng. Đem Vòi vòi vô đây trứng thì bắt cho, không kìa. cho. Thế chứ hồi nãy Đã mới nói xong đã. huyệt mở, huyệt mở luồng 19 thì bạn thể ấn 19 để mình thông vòi trứng nó mở ra đúng không? Vòi trứng nằm đâu? Vòi trứng nằm ở lông mày nè đó. Thì giờ mình coi muốn chắc chắn thì mình coi, mình đi siêu âm á, mình coi nó tắc bên nào, xong mình chiếu lên mình coi chỗ đó, ví dụ nó tắc ở giữa vòi, mình dò khoảng giữa, mình dò huyệt á, mình dò chỗ nào đau á thì mình tô vô đó thì nó thông vậy thôi. Đúng. Tô là mình không biết chỗ nào, mình biết tắt một bên đó thôi thì mình tô hết lông mày coi, mình cứ kiếm nè, mình kiếm siêu quyền trước, chỗ nào mà nhói lên á đau nhất so với nhiều chỗ khác trên cả lông mày luôn thì cái chỗ nó bị tắt thì mình mới tô màu chỗ đó bằng bình dây mình lăn đó. Đó. Rồi, ngày qua ngày, tuần 2 tuần kiểm tra vậy thôi. Thank you. Vậy bút cổ tô màu ở đâu thầy? Bút cổ nè, thyroid đúng không? Bụi cỏ đâu? Bút cổ tô đây được không? Được, chỗ nó cổ đúng rồi. Có bấm huyệt gì không thầy? Không Huyệt cần khối bấm u huyệt, không? Có huyệt tô bắc tìm đủ khối hết. u không? Không cần luôn, tại chính cái thủ pháp tô màu này nó tương đương với phác độ tiêu hư rồi, nên không cần đánh tiêu hư nữa. Mà nếu muốn đánh đánh tùy các bạn, nhưng có khi nó lại hiệu quả cao hơn, có khi nó lại hiệu quả không hiệu quả. Nên cứ làm như đơn giản nhất làm trước đi, hiệu quả là thôi, không hiệu quả Có mới thể đổi bị cái cách dùng khác. ngón tay tôi được không? Được, dùng ngón này nè, ngược lại nha. Chứ đừng như vậy nha, vậy cho Đừng, nó kéo. không hiệu quả bằng cái que, không hiệu quả bằng que, bởi cái tay mình nó khác, nó mềm, nó lớn. Nhưng mà có dụng cụ thì thử Công đi. tô thì nó có cái dụng cụ thì nó hay hơn, dụng cụ mình cái thao tác của chúng ta sẽ làm được đúng nguyên tắc. Nó phải tô rất là đều, tay mình À, làm khó đều lắm đúng không? em bị thần kinh số 7 đã 8 năm rồi, phục hồi được được nữa không thầy? Hồi được nhưng mà nó không nhiều. Bạn làm ở trong theo coi Facebook của thầy đó là liệt thần kinh số 7 ngoài biên đó, trung ương cũng giống vậy thôi, cũng làm giống nhau, thì mình coi trên Facebook làm giống vậy đi, nó chỉ bài đó rồi, nó quay clip riêng luôn cho cái bệnh đó. YouTube à? Phải Để YouTube, đâu? trên Facebook đó, thì cái thằng em nó sẽ lấy cái đó. Nó đưa lên trên đấy, em là nó mình nhờ nó làm đó mà. Mỗi lần Một cái upload cái gì bạn lên học viên á, bạn sẽ làm cái đó. thầy biết không, mỗi lần mình Nhưng upload mà cái giờ cái Facebook lần YouTube nó trước lâu xong lắm nó á. mới up lên sau, thì bởi vậy mình coi lên Facebook trước nhanh nhất, xong sau đó là bạn sẽ up lên YouTube sau. Ai không biết Facebook thì mình coi YouTube mà mới coi sau cái này. Thôi sẽ sẵn đây cảm ơn luôn Rồi. nha, những cái video gì mà thầy hay là những ai là giúp thầy bỏ lên đó, nhất là những cái YouTube của những cái khóa học đó, nhiều khi hai mươi mấy cái YouTube luôn, là coi như là không dùng hai mấy tiếng đúng không? Hình như là Thì bỏ máy nhiều chạy lắm. thôi, bấm nút cái cạch bỏ máy chạy thôi. Trời, không phải thầy upload lên nó rất là lâu, Trang upload một cái thôi cũng rất là lâu luôn, thầy biết Đúng không, nhiều rồi, khi một lâu lắm. ngày luôn á.
ghét lắm. Nên mình nói cái sự nhẫn nại của những người đó, mà mình có những cái YouTube trên đó không phải dễ đâu các bạn nhé. Nên cảm ơn những người mà chịu khó bỏ lên cho mình để mình học á, và mình gửi đi, mình cho người ta xem nữa. Thầy ơi, bữa sáng ngủ dậy thường bị sưng mặt, ai đắp cho vậy? Mặt rất nặng. Ồ, có khi bị gì luôn hai chân. Ồ, luôn thầy, cái này bị phong, bị có phải bị thận không thầy, bị phải làm sao? Có dùng thuốc gì không? Ở bạn nó có dùng thuốc gì không hay gì? Ừ. Dùng thuốc gì thì bỏ đi, ngưng đi ha. Phản Còn ứng bình thường hả? tự nhiên bị vậy phải phải liên quan mình coi cái độ tạng của mình á, mình kiếm cái tỳ căng thận, các bạn cứ làm ba cái đó, tỳ căng thận nó chữa mấy cái phụ. Gạch thôi, tô màu tùy cái. Tùy căng thận không, mình dò xương quyệt thôi, dán cao vô rồi đánh cái bài giảm tiết dịch hoặc là bài tiêu viêm khử ứ của thầy Tạ Minh quấn vô. Nhưng mà trước nhất mình coi mình đang ăn uống cái gì, chẳng hạn mình uống thuốc gì nó có thể tác dụng phụ đó thì mình phải ngừng. Chứ bây giờ mình uống cái đó thì mình làm thì sao có quả không? Mình làm những chẩn có Đúng thu rồi, kết quả ít. không? Ok. Chống đánh xuôi kèn thử Cho xin bộ bộ huyệt làm mát. Trời ơi, cảm ơn. Bộ huyệt làm mát. bạn coi lại giùm nha, trên cái Năng thầy mình có nói rồi, bộ huyệt năng thận. năm hai phát đồ. Dạ, năng thận trị sao thầy? Thôi bây giờ ngưng đây đi, bởi vì mấy cái bạn hỏi nó rất là cơ bản và đã nói hết với cái clip trước rồi, chứ bây giờ cứ trả lời đến cái năm cũng không hết được những cái tắc nhắc này. Cái này nó nguyên tắc là nó nói hết rồi, bây giờ coi lại từ đầu đi, chứ không phải cứ hỏi chút hỏi đại Thôi không cần phải hỏi tìm câu hiểu, không này cần thì suy trả nghĩ lời nhiều, đi, thầy trả nó lời quá nhanh này. nè. Hao câu này là câu này mới nè. Trang ơi, ở quên thầy Tâm ơi, cho mình hỏi kem trắng răng của thầy có bán ở Việt Nam không? Cái đó câu mới Cái miếng răng nào? đó Cái miếng răng nào? kem trắng răng. Ở đâu ra? Ta hỏi Kem của Trang Trang hả? đó. Kem của Trang à, quán Việt Ừ, Nam không hả? Ai công biết ty Trang, Trang bán với Dượng Trang ở đó đúng không? à, công ty Dượng Trang Trang có ở Việt Nam, cái gì cũng có hết. Ok, cứ inbox hỏi Trang để chơi thì tạm thôi. Ok thôi, còn những gì về máy hay là kem liên lạc Trang, Trang liên lạc lại. Ok ok thank you. Còn Nãy các giờ bạn còn thì các bạn tìm hiểu á mà thầy chưa trả lời hết á thì thông cảm, bởi vì những cái đó nên thầy nói hết rồi mà bây giờ ngày nào cũng đi lặp lại những điều này thì thầy này nó mất thiệt thời tình gian quá, là mà tại vì đã nói mấy nổ. clip trước thì bạn cứ tìm lại coi thôi nha, Vậy cho hỏi là sẽ thầy thấy trả chứ, lời chuyện đó. nổ cho hỏi thầy chứ, khi mà bệnh nhân thấy thầy á, thầy có biết bao nhiêu bệnh? Một chỗ chân hà đi, một ngày đó chỉ có thầy có mấy chục bệnh nhân, bao nhiêu cái bệnh? Lẽ mỗi mỗi bệnh nhân là mỗi cái bệnh khác nhau sao? Thì mình chữa bệnh là khác, còn này hỏi thì các bạn kia coi lại clip thôi mà Vậy đúng nếu không? mà người ta không hỏi những câu hỏi này, vậy chương trình của mình có gì để hỏi nữa? Thì hỏi những cái khác, Hỏi cái cái khác gì là mà hỏi chưa cái lặp đi lặp nào? lại á, chưa lặp đi lặp lại chứ, cái bệnh này nó hoài không chịu coi. Bữa nào thầy vậy, nếu nói vậy thì thầy có cái bệnh nào mà chưa ai hỏi đó thầy nói lên cho mọi người học nha. Như cho À, thầy chưa hỏi thì chưa nghĩ ra. à, hay quá ha. Vậy sao có gì hỏi thầy? No, nếu bệnh nào mà thấy thầy thấy lạ nhất là hỏi trước giờ chưa ai hỏi hết trơn, thầy nói cho mọi người học đi. Ừ, ok. Còn mọi người là người ta hỏi là những cái người ta thường gặp, mà bây giờ nó thực sự á, kia mà coi lại thầy khó lắm, tại vì mỗi lần mình làm á mình không có để là chẳng hạn cái Facebook lúc đó là Không, lại lúc biết đó mình nói sao cái gì, người ta phải bỏ mấy chục tiếng để mà lượt 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 chung tội nghiệp người ta lắm. không? Không tự Không nếu coi mà vậy mới hiểu được, nếu đã tìm hiểu viện dẫn. Còn nếu không thì cái chương trình của mình á nó kéo dài cho tròn 10 năm chăng nữa thì chục năm, mấy chục năm chăng nữa thì nó cũng cũng vậy vậy á. thôi. Ừ, thì có Cho khi nó nên bệnh năm ra hoài. mình nói chi, hiểu không? Bạn hiểu không? Mình phải cái kiếm cái gì khác nha. Bạn nếu bạn coi được rồi thì bạn sẽ không hỏi, bạn sẽ làm. Mà khi bạn làm các bạn thắc mắc thì lúc đó hỏi mới có giá trị. Tại vì sao? Tại cái lúc đó mình hỏi là tôi đã làm như vậy rồi, bây giờ làm sao nữa? À thì vậy thì nó hay hơn. Thì đồng ý. À còn giờ cứ thì nó uổng uổng thôi, giống như Nếu nói vậy á, đang nếu đang mà hiểu không, không đang thực hiểu tâm sự không?
Không, nếu nói vậy á, là mình nên có những cái video clip chẳng hạn đi, diễn chẩn chữa trị trị diễn chẩn chữa tai biến mộ não, diễn chẩn chữa hay là gì những cái đó đó, tự nhiên người ta lên YouTube cái thầy gửi là lên YouTube đi, lên YouTube đi, lên YouTube đi, đánh cái đó ra là người ta học nhanh mà người ta lấy được cái câu trả lời nhanh. Thì đó đang làm nè, đang làm cái bài Ừ. mà bài gì cái liệt dây 7 rồi mới quay trước Tết đó. Còn ngày tuần tuần này sẽ mình quay tiếp bài khác nữa. Nào, đưa lên rồi mà cứ ý em nói là gì? Là các bạn hãy làm đi, coi trước đi, tại nó hết rồi. Bây giờ xong nó làm. Vậy trong quá trình làm mình sẽ gặp những cái vấn đề gút mắt. Lúc mình hỏi tiếp, hay là tiếp thì cái đó nó hợp lý. Ha. Chứ mình lập lại từ đầu, có quay từ đầu hoài thì cứ tua có băng nó hoài. Thì gì uổng nghe không, làm vô hỏi tiếp cái vấn đề nó được đi tiếp sâu hơn rộng hơn à, thì đó hay vậy đó. Thì tức là có sự cái trình cái chia sẻ của mình ở đây, và đồng thời cũng có sự hợp tác của các bạn hãy làm đi, thì hai cái bên như vậy thì nó sẽ cùng tương tác với nhau, sẽ tạo ra một cái chương trình nó phong phú hơn và nó hay hơn nữa, chứ lặp đi cứ À, lặp lại còn hoài quay tua lại số không hoài. bây giờ những anh chị em đã theo coi chung thầy Ý Trang 1 năm á, thì những cái câu hỏi đó cho các bạn trả lời đi. Các anh chị em nào bị có câu trả lời đó phụ trả Ừ lời đi. đúng rồi, nếu các bạn nào đã từng làm qua thì phụ với thầy mình comment mình trả lời Viết cái video nào mà có câu hay trả lời hơn đó, đúng không, có thể nó copy tương cái tác đường link đó gửi bỏ vô đây comment cho cái trong cái câu hỏi đó luôn. ừ. Ừ. Ok. Đó, Rồi vậy vậy đó, hiểu không? Ta nha. nói là nếu mình có những cái câu trả lời Ừ. nào mà trong YouTube nào mình Hiểu đang rồi. viết á, mình copy cái link Ừ. đó bỏ vô trong cái comment này nè, cái câu hỏi nè, để cho Ừ. bạn đó được xem cái video đó. Ok. Ừ. Và cái thực tế của các bạn đó đã từng làm mình ghi vô luôn đó, nó hay đúng không? Rồi vậy nha, chúc các bạn thành công. Ok. Ừ. Ngày mai đã quên tuần tới à, mấy giờ? See you Thì 9:30 cũng vậy next week. thôi. Ừ. Ok. Ừ. Này Thank thôi thì you. ừ. Chúc thầy ngủ Ok. ngon nha. Bye bye. Bye. Thank you thầy. Cảm ơn các Ừ. bạn. Ừ. Cảm ơn tất cả.